Rồi, bốn chú cháu chúng tôi tạm biệt hang rơi và chuẩn bị đi một hang mới. Rồi, rồi, ok rồi. Hang giống như con mắt mèo đúng không chú? Hai cái hang gần nhau. Ừ. Vâng. Hang mắt quỷ. Chìa khóa. À, chìa khóa đây. Chết. Đây. Chúng tôi tạm biệt hang rơi và đi hang mắt quỷ. Lên số nào thì về chỗ đấy chú ạ. Lên số 1 thì xuống lại số 1. Không vừa đi thoai đâu. Đi thoai được mà. Được, khó đi. Cái dốc này chứ dốc mấy. Cái dốc mà chú sang đèo Loan bên đấy mà chứ toàn đi số 1 thôi. Xuống phải số 1. Hôm nay cháu mình đi hết Tây Bắc. Về mang cái quần áo cái này, mang theo đèn pin các thứ. Đồ cắm trại, không có khách sạn này mình ngủ khách sạn luôn. À quên, không có nhà nghỉ thì mình ngủ ở ngoài rừng luôn. À, mà cháu có lều mà. Ăn lều có thứ theo. Chỉ còn khoảng 300 mét nữa thôi là chúng tôi tới được hang mắt quỷ. Đây như các bạn đã thấy là từ phía xa hai cái cửa hang nằm song song với nhau. Giống như là hang mắt, hai con mắt. Mắt quỷ, mắt cọp. Cánh đồng lúa. Rất yên bình nhỉ. Sướng. Yên bình, đến yên bình. Lạng Sơn nhiều núi thật. Núi bao la bát ngát. Có núi phải có suối, đây suối này. Đi chú cứ đi đi. Đấy. Quyết định mình lội. Mình lội cho nó mát. Suối này giống như mấy cái suối ở trên TikTok các bạn ạ. TikTok họ bay hay quay phim ấy. Đi qua dòng suối để vào được hang. Nghe nói hang này còn đang có công an xã ở đây. Xin chào. Đặc biệt hang rơi, anh em chúng tôi lại có mặt ở tại hang tối. Đây hang tối, không phải hang mắt quỷ à? Xã Thiện Tân. Vâng. Hữu Lũng, Lạng Sơn. Ok.
Đi, để chú cho mình vào đi. Đấy, bây giờ phải cởi ướt hết à? Không sao, ướt cũng được. Để cho mát. Đây này. Ôi cái rêu này hồi xưa ở quê mình nhiều rồi chú Lạnh ơi. Đâu? Rêu tóc tiên này. Rồng gọi là rồng. Rồng tóc tiên này. Ôi đây đây, họ đi xe được xuống phải không? Có lối xe vào đây. Đây đây, ôi cá, cá mương này, cá mương này, cá rất nhiều, nhiều này. Nhỉ? Đây này. Cho ướt luôn này chú. Cho ướt luôn đi. Đây, đây, rêu. Rồng tóc tiên trước. Rồng tóc tiên. Mình hay lấy chăn lợn đây đúng không? Vâng, đúng rồi. Nhưng mà quê mình nó ô nhiễm hết rồi, không còn. Chứ mà. Xe máy á. Đây đây, lấy xe máy lên đây. Thôi đi vào đi, đi này cho bán. Nhưng không biết nào có sâu không vào trong này chưa. Sâu, vào đây sâu. Con suối này rất kỳ lạ nhiên nhỉ. Vâng. À đúng rồi. Đúng rồi, chảy ngược nhỉ. Ừ. Hay đây là suối Kỳ Cùng. Chảy sang Lạng Sơn à, chảy sang Trung Quốc à? Đây là không, Trung Quốc còn xa lắm. Trung Quốc xa lắm à? Đúng rồi, nhưng mà chảy ngược nhỉ. Chú ơi, đây gọi là hang tối à? Đây gọi là hang tối à? Hang tối vẫn thuộc Lạng Sơn. Bên kia gọi hang thờ là bộ đội nó đóng quân. Vâng. Hang tối. Ở đây họ đi xe máy vào đây. À đây họ xe máy vào luôn. Này nó có cái di tích gì không chú? Cũng chả có cái di tích gì đâu. Vâng. Nhưng mà nó không có ánh sáng. Thời xưa ấy là mới cái hồi lọ đấy là nó có cái đoàn gì nó về nó tìm ông đề khám. Cái vâng. Cái nhà ngoại cảm. Vâng. Nó mà tìm được không? Tìm xưa không? Vào đây tìm. Thế bảo chưa chắc nó phải, em nghĩ chưa chắc. Vì nó tìm mộ của ông đế thám trong này nhưng mà không. Thế mà có là... có xương người. Ừ thế có xương mà thế phải. Nhưng mà không chưa thấy ông đấy. Ừ. Nói chuyện mà tìm trên bên này này. À là hồi xưa đến giờ là mộ ông Hoàng Hoa Thám là vẫn chưa thấy. Bí hiểm. Hồi xưa ông tự thiêu đây đúng không? Không, ông ấy ông không phải là ông tự thiêu đâu. Pháp nó ấy, pháp nó đốt đốt rừng. Nếu mà nước suối ở đây mà là như mình vậy. Đúng không? Nước suối mà trong sạch thì ông ấy tìm cũng thấy. Trong mà, trong lắm chú ạ. Mà sạch thì tắm ở đây thôi được. Tuyệt vời, trong mà trong lắm chú ạ. Nhất là này dẫn được mấy em chân dài mà đi tắm đi khám phá ở xứ sở này thì thôi. Tuyệt đẹp còn hơn cả Nha Trang Khánh Hòa. Đấy, tối cháu về cháu quay video này cho vợ xem. Chồng đang muốn tìm gái vào hang chết không. Đây hang đẹp quá. Ôi mấy cái nhũ tiên này rất hay và rất lạ. Mấy cái nhũ tiên này đẹp không chú? Ở đây có những cái hang cái này như người mà chúng tôi cũng chưa hiểu là lý do thế nào mà lại có sự chạy năm qua đây. Cái này nhiều năm lắm rồi nó mới được như này. Nhiều chứ. Vâng. Mấy thế kỷ. Cái này khác thì cái bà bầu vậy, thế nó úp mặt và vừa tường này nhỉ. Cái này là buổi tối á, buổi tối mà cắm trại này, đốt lửa ở đây này, nướng gà này. Đúng rồi. Xong rồi. Cái này họ đã ghi những cái mật mã như thế nào đấy, bao ngày tháng qua là đã mở hết rồi. Đây là cát phải chú, cát nước ngọt à? Cát ở cát rồi. Đúng không? Trên này họ ghi ký hiệu từ bao giờ đây này? Ghi cái gì đó? Đây có thời điểm nước đã ngập lên đến đây vết. Đúng rồi, mùa mưa, nước sẽ lên đến đấy. Đúng rồi. Nước mực nước. Mực nước bạn này cơ à? Hay là họ ghi mực nước ở đây nhỉ? Đây nước vẫn chảy này. Mưa là nó chảy không kịp rồi. Đấy, vào trong cái hang này nó đi sang bên cái thắng bên kia à? Ồ, thông qua xã khác ạ. Đấy, thông sang xã bên kia. Đi mình khám phá một đoạn đi chú đi. Mình đi một đoạn thôi. Mình đi một đoạn thôi. Không đi nhiều, đi một đoạn thôi. Nhìn cái này tự nhiên đẹp chưa đấy à? Vâng. Đây, đây cái vâng. Kia giống con à, ui. Nhìn nó kia tuyệt vời luôn. Cái kia nó tự nhiên trông như cái ấy nó trông cảnh trông cái chậu đẹp không? Tuyệt đẹp chú ạ. Quá tuyệt vời. Cảm ơn hai chú rất nhiều. Cái này cũng châu bò rồi, mặt tốt đấy. Vâng. Bây giờ ít châu rồi. Đấy. Bà năm rồi rồi. Bà năm hả? Tình hình người đấy. Thấy mấy con dê đấy, tắm xong ở chỗ kia đấy. Không sao, không sao. Dê đấy, dưới này, chứ cái bông này, trong bát này cũng để gì đâu. Cái này cuốn cái bông này, sống được tầm 80 khi sống được 9 năm đấy. Trong anh.
Thế là ở trong chỗ quân đội kia vẫn còn một hang nữa đúng không? Hang đếm này đẹp. Nhưng mà nó không cho vào đúng không? Đấy cái hang và hang rồng anh, phải được đếm đấy không? Ui, đẹp không chú ơi? Đẹp không này? Ui. Ui. Cái này là đẹp này. Đâu ạ? Cái này. Đây ạ. Đây. Ôi túi này. Thế bắt rắn à? Không phải nhiều cá. Không phải, cái này mới thôi. Đây này, ui đẹp chưa? Tự nhiên chưa này? Đấy, quá những cái nhũ thạch. Đấy đẹp không? Ui. Cái này vậy thường đi đậm đà kiểu như này có gì đâu. Cái ở này hang, ở cái hang còn đẹp hơn này. Những cái hang ở Hạ Long. Đấy, đẹp hơn. Đi Hạ Long để vừa tốn tiền. Hạ Long đi Cát Bà. Nó có một cái ôi đây. Đây, ui. Ui như người nhỉ. Như đây. Tượng ấy. Đây tận nơi đi. Như tượng người luôn này. Ở đây không có bạn 4 giờ. Còn không có một tí sóng nào. Đây có sóng vào đây không làm gì được. Đẹp chưa? Ui. Ai có chai rượu cài đấy hả? Không biết chưa khám phá ra. Chú thử đi. Ui đẹp thế. Đây, ai ghi chữ gì lên trên này luôn này. Những khối tối xoay cái chụp bục tượng ảnh đó. Vâng, đây. Có những tảng đá rất đẹp. Đây là nhũ đá vôi đấy chú nhỉ. Ờ. Tại sao ở đây lại có những bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cái này có mà bao nhiêu nghìn năm cái quang vâng. Cái đẹp này. Bao nhiêu nghìn năm nó mới được như này. Còn hơn cả hạ năm rồi. Bên sau thêm lần bé bé này. Trong này vẫn còn rất bé sâu bé bé này. Nhưng ở đây không có rơi nó sẽ sạch hơn đúng không? Vâng, đi vào đây này chú ơi, đi vào đây. Đây xem sao bên này không có gì không? Không có rơi, có rắn đâm vào này. Ui, bên này nữa này. Đúng là hang tối thật. Ơi. Ui đẹp chưa? Ui giời ơi, rất đẹp, rất đẹp. Đẹp không? Đẹp hơn mà... đẹp hơn khi quay nhiều, mắt thường nhìn đẹp hơn nhiều. Thế mà ở đây họ địa phương đây họ chính quyền địa phương họ không dòng điện vào đây để khai thác những cái tiềm năng du lịch của huyện nhà. Nó không sao, bình thường. Đây. Không được ra ngoài rồi này. Chú cẩn thận nhá. Nó mấy ông già thôi. Vâng. Không sợ đâu. Không sợ. À, đây sáng rồi. Đây. Hang tối đã được thông sáng. Vậy là dòng suối là thấy ánh sáng của dòng suối là chảy qua cái hang này sang bên kia, sang xã khác. Cẩn thận chú nhá. Đây có lối đường xe máy san qua thì qua chắc sang bên này còn nhiều điều thú vị nữa. Chuẩn luôn. Đây là đấy. Đây, cái ông mà mang điện đi ông xoay được trên đỉnh này. Ờ đấy. Thì xoay trên đỉnh nào? Đây, đây. Đây, đây ông. Đây, ui trời ơi. Ui, đây. Rơi. Quay nào. Đây đấy. Thế này chứ mà. Đây rơi thầy. Đấy, thấy rơi bay ở đây. Các chân. Đấy, đã bám nó ngủ đấy. Rất nhiều. Đấy, ui trời ơi, to. Cái rơi này, nó khác với cái rơi ở hang kia. À đấy à? Đây là rơi nhỏ thôi. Rơi này nó to hơn. À to hơn à? Đấy, quả to chứ đấy. Ui. Rơi này nó to hơn. Ừ. Nhưng mà rơi này... Kìa nó bám ngược chứ đỉnh kìa. Ờ đấy. Mắt thường nhìn mới rõ, còn camera không thể thấy được. Không thấy được. Vâng. Thì mai lại đi đông. Mai có đèn, mang đèn. Đây này, đến giữa bay này. Thật biết thế này, mong mãi mấy cái đèn thì đẹp không? Mang cái đèn mấy triệu. Đấy, cây này đấy, cây này 2 triệu tư đấy. Đấy, xe... Cây chỗ đang dùng 2 triệu đấy. Cái này cũng hơn 2 triệu. Ui, má 5 triệu xuống hẳn dưới đi. Xuống hẳn dưới đi cho đỡ trơn. Đi sang đầu bên kia luôn. Chân châu à? Hả?
Quả chân trâu à? Có cá. Có cá đấy. Đâu rồi, có cả chân trâu, họ cho cả trâu ở trong này. Cá trâu sang ở bên kia. Chuyên sang bên kia. Bãi ở trong này. Thế sao ông kia, ông mấy ông ấy bảo là có mấy ông công an trong này không? Chắc là đi rồi. Chắc là ông ấy đi rồi. Ôi sâu lắm. Sâu lắm hả? Sâu lắm. Không là gì mà sâu lắm đâu. Chúng tôi vào trong hang này có cả đường bộ, cả đường thủy. Đường thủy chúng tôi không ngại đeo cả giày. Để đi đường thủy, giày chúng đây, tôi là một đây. Giày chúng tôi là một hệ thống chân vịt. Đấy. Đèn đây. đèn chú nó rúng được nước không? À, đồng chí cháu này có cái đèn rất hiện đại, rúng xuống nước càng sáng hơn. Nhưng mà tại sao điện thoại của chúng tôi mà nhà nước đèn được ấy? Vâng. Đèn này bên số cá thì cũng nhiều con mù mắt. Đây. Điện thoại của chúng tôi mà nhà mạng quảng cáo phủ sóng cả nước nhưng mà thực tế rơi xuống nước không có tí sóng nào. Đèn ăn đấy nhỉ? 2 triệu bền, chắc bền đấy. Bảo hành 5 năm. Ây giờ năm năm thì hỏng hết như là vừa. Ê cái gì đấy? Tảng đá như một cái lưỡi chai. Đây. Cho cái sắp ong vậy nhỉ? Đất nó chảy ra. Nước ôi giời ơi. Thế mà ngày xưa mình có ông anh ở trong mình tham gia mình không biết mà đưa sang đây để quan sát. Ui. Vâng, đây đây. Ui. Đẹp thế nhỉ. Tự nhiên luôn này. Đẹp thế này mà không biết đi này. Như một con vâng. Đúng không? Trước chú cũng chưa vào đây à? Hay vào lâu rồi? Chưa vào bao giờ. Chưa vào bao giờ? Ừ, không vào. Đấy. Ông anh vợ tôi ông ấy chụp mấy nữa ông ấy lại chưa hồi nhí. Đây nước chảy róc rách này. Đẹp chưa? Đây như một cái mái tre này chú Lộ Hành ơi. Chú này, chú có đổ bê tông cái mái này không mà đẹp thế? Chú đổ bê tông à? Không biết là khả năng cái cái này. Hay nhỉ. Đúng không? Như là đổ bê tông nhỉ? Không, cái này review review đi. Đấy đang quay đây. Vẫn đang quay mà. Ừ. Đây, lúc nguyên bản luôn. Cái này dòng suối chảy qua dưới gầm một cái mái hiên. Đây. Không biết ngày xưa ai ghép cốt pha mà đổ tạo lên thiên nhiên thế này. lọc phụ hồ. Lọc phụ hồ. Đây, ra ánh sáng rồi. Đã nhìn thấy ánh sáng ở phía cuối con đường. Đây, con suối chảy qua một quả núi mà đến bây giờ bắt đầu mới gọi là ra cửa hang có ánh sáng. Chắc đây nó có đường đi đâu nữa này. Đây. Có cả lối công nông máy cày đi theo này. Đây ở ngoài nhìn vào cũng đẹp này, tuyệt vời này. Ô có võng này, có võng trên kia. Đây họ khai thác bạch đàn đây này. Họ mang ra đây không biết chở công chuyện gì. Đúng rồi. Ồ nhiều hoa đẹp không chú Lành ơi? Hoa đẹp không này? Nhiều hoa đẹp không? Hoa này là cây. Cái này cây gì? Bộ đỏ trắng. Thiên nhiên rất đẹp. Ủa cây chè kìa, hay cây bưởi kìa. Vâng, đẹp tuyệt vời. Đây mấy cái tre đẹp không? Bưởi này, bưởi hạ trồng này không? Họ không sao rồi.
Ô đây trồng là cả ngô này. Chú biết câu dài như thế này đéo biết bòng hay bưởi. Không chắc cam mà chú. Cam. Cam Lạng Sơn là nổi tiếng mà. Ôi, trong này đẹp không nhỉ? Hết rồi. Kiểu họ chăn dê hay chăn trâu có hết rồi. Chuông. Ô, đất bên này trồng đàn không phù hợp gì. Không phù hợp, này không lớn được. Không lớn được. Cái này là cam bòng hay cam hay. Yeah. Cam. Thôi mình nghỉ tí mình quay lại hang là vừa nha. Hôm nay đi 2 điểm thôi. Hang tối. Đây là lấy không định vào. Cái này không thể gọi. Lấy định vào hang cái định tiêu hang tối. Đây nó hang tối nó... phải vào cái hang mà cái đứa con nhà Nguyên nó chết ấy là nó đi đấy hang đấy phải xin tôi đó đi hang với cho hang cái số tiếng. Thôi chưa hết hang. Thôi hang này là đủ rồi. Chưa, cái hang kia là đẹp mà bộ đội nó giữ không cho vào. À bộ đội giữ rồi. Hang đấy phải xin lên cái chỗ mà luôn để anh Nguyên đến cái toàn ui giếng này, giếng hay gì đây? Vậy em đi hết đấy mà. Nhiều cái gì mình không biết nhỉ, chắc giếng này. Đây chắc là giếng ấy. Giếng ấy. Các chú sang chơi thì nhưng mà ngày xưa đá thế này thì đào này được giếng. Giếng này chỉ 3 mét là có nước rồi. Đây có cái giếng à, không biết cái gì. Tre này tự mọc không? Như tự mọc hay trồng, cứ gọi là có tre. Bộ đội nó giếng cho vào trong kia này. Đẹp cái này. Dê kìa, dê nó ứng trên kia nó be 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 be. Đấy, trên đỉnh đây. Be 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 đây. Đấy, có tiếng nhưng mà chưa nhìn trắng thấy. Trắng kìa. Đấy. Đầu thò đấy. Đây đây ngay đâu đây. Con dê ngay đây đây, nhìn thấy không? Ngay đây. Vâng. Đây đây đứng im đây. Đứng im đây màu trắng đây. Rồi tới đây chú. À đây. Ngay đúng đây. Đúng rồi đúng rồi. Vâng. Cứ nhìn tít trên kia. Không. Từ từ không lại trơn đấy, trơn lắm. Trơn lắm. Đúng là cắm trại đây tuyệt vời nha. Cắm trại nướng cá với lại nướng gà nhỉ. Đây, chú nào đây? Các chú đi chăn trâu, chăn dê. Chăn dê anh? Vâng. Ở đây cái chỗ địa điểm này gọi là hang gì hả? Đây là hang tối. Hang tối, à hang tối. Đây là hang tối rồi. Hang đấy bây giờ cũng vào được, hang đấy bây giờ nó quan nó khoái rồi. Vâng. Đấy là sâu hơn bên này. Rồi bây giờ cũng muộn rồi, tôi kết thúc cái điểm hang tối. Kết thúc điểm hang tối để dành thời gian về nhà nghỉ ngơi. Vâng, đẹp tuyệt vời. Đi dưới đi trên là trơn. À, đi dưới, đúng rồi, đi dưới. Đúng rồi. Đi trên này không? Hang này có hang tối, hang tối phải không? Tối. Đúng rồi, tối thật, đúng rồi, tối thật. Cái này ăn nhiều cái phải cũng cấm cho vào mà còn đi cơ mà 2 ngày không hết hàng anh luôn nhỉ. Trời ơi. Nhiều hàng lắm. Bên cạnh Tân Lập hay ở bên khu vực ấy có. Ở khu và Minh ấy. Bên đó. Bên đất nó. Khu phát nó vọng ngay nhỉ. Woo!
Đây rơi đỉnh này, đấy, rơi đỉnh này. Rơi đỉnh nó may. Đây, phân rơi. Đây, nó nằm trên đỉnh này, nó rơi xuống đây này. Đây đang bay à? Đấy, nó bay kìa. Ui. Này chỉ cần được 5 con đường đĩa thôi nhỉ? Vâng. Cái gì đấy? Rất nhiều đấy nhá. Vâng, đúng rồi. Không biết từ năm nào nữa. Tự nhiên cái tròn đẹp. Vâng. Đấy, đấy, bay đấy. Có điều là nó không thành một cái địa điểm du lịch hay cái phần chính. Phía trên này là rất đẹp đây này đúng không? Phía trên này. Vâng, phía trên này. Phía trên này rất trơn. Đẹp mà nó còn đứt bẹt cái đẹp lên. Tuyệt vời. Cảm ơn hai chú đã đưa bọn cháu đi. Hôm nay đi phải đi mang đèn đi ăn kia đó. Cũng đẹp. Chỗ ông bảo đấy. Ừ. Đúng rồi. Có chỗ nào có thác không chú nhỉ? Không. Không có thác à? Thác thì đi thác ồ. Thác ồ đây. Ừ. Sai không chú? Xa thác ồ và cái dốc của nó mới chưa bỏ. Ừ. Chúng ta toàn thứ 1 thôi. Chúng ta toàn thứ 1 nên toàn thứ 1. Thác ồ đi theo bản lên à? Ừ. Đi theo bản đi đằng vào thứ cái lên thẳng lên cơ. Thế đi ngày mai phải nghỉ một ngày đi. Bạn không biết lần đó. Thật bình đi rất là thích. Đi nó tí mình nhìn thấy đường đi. Đi. Rồi, rồi, rồi. Ui, sắc lắm, sắc như san hô này. Ừ. Y như những tảng san hô này. Ui, đúng chỗ chưa chứ này, đúng chỗ chưa, sao lên cao thế? Đây này, chỗ này có lối này. Đi này mà. Vâng, lên cao thế. Ok, tôi đi đâu kìa tôi. Ông đi khám phá đường khác, mình đi khám phá đường khác. Đấy, đây này. Cẩn thận chú nhé. Lấy ra cái cửa hang này này. Đây. Đẹp tuyệt vời tổ quốc ta ơi.